Thưa quý vị có bao giờ bị mất file khi chúng ta chụp ảnh hay chưa? Nếu như trường hợp bạn chụp phim mà bạn lắp phim bị lộn, nó không lên phim được hoặc là bị cháy phim, mất phim. Nếu như chụp số card bị hư, không cứu được, thì như vậy cả cái đám cưới người ta chúng ta không có tấm hình nào cả. Thì như vậy, nếu như bạn không có cách để xử lý thì coi như bạn đã phải ăn nói như thế nào với khách hàng đây. Thì cách tôi tư vấn với bạn cách làm như sau. Thì thường các đám cưới thường nó sẽ đi chung với việc quay phim. Thì bạn hãy liên hệ với các anh thợ quay phim, chúng ta mượn một cuộn băng hoặc là mượn cái đĩa của người ta. Chúng ta đưa vào máy, vào trong máy tính ra và chúng ta phát nó với một chương trình coi phim. Chẳng hạn như nếu ta mua ổ iSet thì nó có iSet DVD. Chúng ta sẽ play nó. Có nghĩa là chúng ta sẽ chạy. Chúng ta chạy chương trình coi phim đây thưa quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta đang coi phim. Quý vị coi đây. Nhà tôi muốn lấy một cái cảnh. Tôi muốn lấy một cái cảnh phim này nhé hả. Thì tôi chỉ cần sau khi coi tới đoạn tôi mong muốn, tôi sẽ bấm nút pause lại. Hàng tôi pause nút lại. Tôi hãy cho qua tí xíu thôi các bạn. Kéo qua tí xíu. Tôi bầu lại chẳng hạn. Tôi sẽ bầu lại. Rồi tôi nhấn nút là chụp hình. Bạn thấy có cái hình máy chụp hình đây. Nhấn vào đây. Rồi sau đó tôi vào Photoshop. Tôi mở Photoshop lên. Thì trong Photoshop ta bấm nút New. New File. Chọn New. Rồi sau đó chúng ta sẽ. Nó sẽ ra chuẩn là 720x480. Ta nhấn OK. Và chúng ta sẽ dán cái hình chúng ta vừa vào vừa có vào thưa quý vị. Chúng ta sẽ bát nó vào đây. Sau khi bát rồi thì cái hình này chất lượng nó rất là thấp. Khi bát vào thì lưu ý bạn hãy nên là cần chân T chúng ta bóp vô chút xíu. Giữa internet ta bóp đều vô một chút. Bởi vì khi mà cái frame trên phim nó sẽ khác với cái frame trên trên hình. Do đó sau khi bóp xong chúng ta sẽ flatten cái hình lại. Và chúng ta thấy rằng cái hình này nó kích thước nó chỉ là thước của nó chỉ là nếu ta để là 300 ta coi này 300 này 46 mà thôi. Bây giờ chúng ta muốn phóng ít nhất khoảng cỡ 10 15 thì chúng ta dùng kỹ thuật là chọn là con vợ tôi Smart Object. Rồi chúng ta sẽ cắt cho nó thành là ví dụ như 13 18. Rồi bạn hãy crop là đúng 13 18. Sau rớp đúng 13 18 rồi. Chúng ta sẽ dùng chức năng sau đây để khử nó thưa quý vị. Chúng ta dùng biến thành đối tượng bình thường với lại Platinum Image. Chúng ta vô trong phần là Noise Median. Chúng ta khử lại. Khử khoảng 1 pixel mà thôi. Rồi sau đó bạn vô phần là Sharpen. Bạn chọn Unshape Mask. Bạn tăng lên một tí xíu độ nét. Rồi như vậy bạn có thể là vô tư, bạn có thể là chỉnh màu lại chút xíu nữa. Rồi bạn có thể rọi cái hình này ra và giao cho khách hàng. Thì như vậy bạn sẽ cứu được một bàn thua trông thấy với cái đĩa DVD trong tay. Chúng ta có thể làm được việc này. Đây là tấm 13x18 mà chúng ta đã cắt từ trong phim, ta đưa vào trong máy tính và chúng ta ra hình ngược lại. Ta sẽ xây nó lại.